cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Number one active chanh muối với các khoáng chất thiết yếu natri, kali, clo giúp bù nước, bù khoáng nhanh cho bạn hoạt động bên bỉ. Number one active chanh muối bù nước, bù khoáng bên bỉ đến cùng. Không phải là thuốc và cũng có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Bệnh viện Trung ương Huế chuyển giao đề án bệnh viện vệ tinh tại Kon Tum. Sơn La bắt đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin và hơn 42.000 viên ma túy tổng hợp. Nông dân thành tỷ phú nhờ sáng kiến làm sản phẩm khô ếch ở miền Tây. Thực hiện việc hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật mới theo đề án Bệnh viện Vệ tinh giai đoạn 1, Bệnh viện Trung ương Huế đã chuyển giao thành công bước đầu các dạng phẫu thuật khó cho Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Cho đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã chuyển giao thực hiện thành công các phẫu thuật như phẫu thuật ung thư vú, cắt đại tràng, đào tạo sàng lọc ung thư cổ tử cung, phẫu thuật thoát vị địa điểm cột sống thắt lưng, phẫu thuật cột sống và hướng dẫn thực hiện ho tơ điện tim cho Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Đây là những nội dung nằm trong đề án thực hiện khoa bệnh viện hạt nhân thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại khoa viện vệ tinh. Việc làm này nhằm rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa trung ương với địa phương, giúp người dân được khám chữa bệnh chất lượng cao tại các bệnh viện vệ tinh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Ngày 2 tháng 12, tại trụ sở của Trung tâm Hoa Kỳ thuộc lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, cuộc thi Facebook Business Hackathon 2016 đã chính thức diễn ra. Đây là cuộc thi dành cho tất cả mọi người, đặc biệt dành cho những người yêu thích kinh doanh và có nhiều ý tưởng kinh doanh sáng tạo đột phá. Đây là cuộc thi mở, không giới hạn đối tượng tham gia. Chủ đề xoay quanh việc kinh doanh không biên giới, nghĩa là vận hành kinh doanh hoặc sản xuất sản phẩm, có thể được thực hiện tại Việt Nam nhưng bán hàng tại các quốc gia khác nhau. Về hình thức thi, mỗi cá nhân hoặc nhóm tham gia sẽ hoàn thành ý tưởng kinh doanh thể hiện sản phẩm dịch vụ của mình bằng Facebook fanpage, website đăng tải sản phẩm trong vòng tối đa 6 tiếng. Mình muốn hiểu làm sao để đến target được cái khách hàng và cái thị hiếu của người tiêu dùng nước ngoài khác với Việt Nam như thế nào. Bọn mình sẽ mở ra thị trường Singapore, UK, châu Âu và Bắc Mỹ. Thì bọn mình đã có một website sẵn, thì bọn mình đang muốn biết là cách nào để target đến những khách hàng như vậy. Nhiều bạn trẻ đã có mặt tại ngày hội để có thể trang bị cho mình nhiều hơn những kiến thức kinh doanh online, đặc biệt là phương thức phát triển thương hiệu, sản phẩm để có thể đến được nhiều hơn với người tiêu dùng trên khắp thế giới. Qua cuộc thi này, các bạn trẻ cũng sẽ tìm được cho mình những nhà đầu tư tiềm năng để phát triển dự án của chính mình trong tương lai. Sáng ngày 2 tháng 12, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội Phái đẹp 2016 với nhiều chương trình miễn phí hấp dẫn dành riêng cho các chị em. Đây là sự kiện nổi bật dành cho phái đẹp với rất nhiều hoạt động vui chơi, làm đẹp cuối tuần hấp dẫn. Sự kiện thu hút hàng ngàn khách tham dự với các hoạt động sôi nổi như check-in nhận quà, chương trình mua hàng giảm giá đến 50% từ các nhãn hàng mỹ phẩm, nước hoa và thời trang. Thật ra là cái ngày hội này nó để lại dấu ấn, tức là nó nhắc nhở cho những người phụ nữ như chị là phải biết quan tâm và chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình, chứ đừng có phải vì những cái bộn bề cuộc sống xung quanh mà mình quên chăm sóc những cái phần cốt lõi của mình. Sự kiện thu hút đông đảo chị em phụ nữ khi có các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tư vấn miễn phí. Phái đẹp còn được rút thăm may mắn mỗi ngày với nhiều phần quà hấp dẫn đến từ các nhãn hàng uy tín với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 200 triệu đồng. Ngày hội đã mang đến dịp thư giãn cuối tuần đầy hào hứng dành cho hầu hết phụ nữ khi tham gia. Đây cũng là dịp để hội chị em cùng nhau chia sẻ những bí quyết làm đẹp trong cuộc sống. Sáng ngày 2 tháng 12, tại công viên 30 tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội Hip Fest với chủ đề Hip Hop vì cộng đồng năm 2016. Chương trình quy tụ hơn 80 nhóm nhảy cùng đông đảo người tham quan. Đây là một phần trong chuỗi lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập. Sự kiện thu hút đông đảo các bạn trẻ, nhóm nhảy đam mê bộ môn hip hop đến tham dự như Young Lava, B-Boy Band. Chương trình là cuộc thi giữa các thành viên với hai thể loại Showcase và BB4. Đến với cuộc thi này em cảm thấy rất vui và háo hức khi được tham gia một cuộc thi lớn tầm cỡ như thế này. Mình rất là muốn giao lưu với các anh lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, với các tỉnh lân cận. Ngày hội Hip Fest được xây dựng dựa trên nền tảng lấy bộ môn nhảy làm chủ đạo.
Từ đó mở rộng các lĩnh vực khác dần trở thành festival dành cho bộ môn nghệ thuật hip hop. Chương trình diễn ra trong 3 ngày và là lễ hội quốc tế về văn hóa, giáo dục, âm nhạc, thể thao độc đáo nhằm mục đích giới thiệu hình ảnh các nhóm nhảy cũng như văn hóa hip hop tại Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tiếp theo là các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, 30 bánh heroin và 42.000 viên ma túy tổng hợp là tang vật trong chuyên án ma túy lớn tại huyện Vân Hồ và huyện Sông Mã vừa được các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Sơn La triệt phá thành công trong hai chuyên án bắt giữ 7 đối tượng. Chiều 1 tháng 12 tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Công an tỉnh Sơn La phá chuyên án bắt quả tang hai đối tượng gồm Vàng A Páo và Kha A Cải đều trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, thu giữ 16 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan. Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng là Kha A Dơ và Kha A Tang, cùng trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, thu giữ thêm 14 bánh heroin. Trước đó, hồi 14 giờ cùng ngày, tại khu vực trung tâm xã Mường Lầm, Công an huyện Sông Mã đã bắt ba đối tượng Sổng Phá Di, Sùng A Só và Lường Văn Sức, cùng trú tại xã Phú Bẩu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, thu giữ tại chỗ hơn 42.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe máy, 3 điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 1 tháng 12, phát hiện các container gỗ của công ty dịch vụ vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu Huỳnh Phát nhập vào cảng Cát Lái có dấu hiệu khả nghi, thì Cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khám xét thì phát hiện có 529 kg ngà voi, ước tính khoảng 20 tỷ đồng, được giấu trong ruột hai khối gỗ lớn. Đáng chú ý, để ngụy trang, các đối tượng đã giấu ngà voi trong khối gỗ rỗng ruột và phủ một lớp sáp bên ngoài, sau đó chèn thạch cao trộn với cát để tạo ra một chất có trọng lượng tương đương với gỗ, sau đó đóng đinh như khúc gỗ đặc bình thường. Chiều ngày 1 tháng 12, lực lượng chức năng Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra hoạt động sản xuất của công ty Alua có địa chỉ tại xã Hà Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, phát hiện trên 4 tấn nguyên liệu và chất phụ gia dùng để sản xuất bim bim hay bánh snack không rõ nguồn gốc, không xuất trình được hóa đơn chứng từ và giấy chứng nhận về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo xác minh ban đầu, số nguyên liệu và phụ gia này do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, trên nhãn mác toàn bộ là chữ Trung Quốc, không có hướng dẫn phụ. Điều đáng nói là trong số tang vật thu giữ tại nơi cất giấu, nhiều túi nguyên liệu trong số này có biểu hiện vón cục, không đảm bảo được các điều kiện về bảo quản và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông tin xác minh ban đầu cho thấy đây đều là những nguyên liệu và phụ gia như bột dẻo, hương liệu, chất tạo màu, dùng trực tiếp để sản xuất các vị bim bim mang nhãn mác tâm cây vị điều tôm, tâm cây đen, bò bít tết Pháp. Theo đó, đây đều là những loại bim bim được bán khá rộng rãi trên thị trường. Trước đó, vào ngày 21 tháng 1, 2016, cơ sở sản xuất này cũng đã bị các lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt hành chính 80 triệu đồng về lỗi sử dụng chất phụ gia và chất hỗ trợ chế biến không rõ xuất xứ, đồng thời thực hiện đình chỉ hoạt động trong 3 tháng. Mới đây, Công an xã Hòa Trung, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 3 đối tượng lợi dụng sự sơ hở của bà con trong giai đoạn cao điểm vụ mùa thu hoạch vào rẫy trộm cắp cà phê tươi. Khoảng 5 giờ ngày 1 tháng 12, Công an xã Hòa Trung phát hiện 3 đối tượng gồm Ca Tú sinh năm 2000, Ca Lĩ sinh năm 1999 và Ca Tiền sinh năm 2000, đều ngụ tại thôn 6 xã Đinh Trang Hòa, chở 6 bao cà phê đã trộm tại một rẫy thuộc thôn 9 xã Hòa Trung. Các đối tượng cũng khai nhận thêm từ tháng 11 đến nay, chúng đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp cà phê với số lượng hơn 1 tấn. Thời gian giữ hoạt động từ khoảng 18 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Với phương thức lợi dụng đêm tối, sau khi các chủ cà phê đã về nhà, các đối tượng này lẻn vào vườn, tuốt cà phê trên cây vào áo khoác, sau đó đóng bao chở đi tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc do một nữ đối tượng 9X làm chủ, bắt giữ 11 con bạc. Khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 12 2016, các trinh sát đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Dĩ An phối hợp công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 126 đường Tân Phước, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An do Nguyễn Tuyết Mai 21 tuổi làm chủ thì bắt quả tang Mai cùng 14 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 5 bộ bài tây 52 lá, số tiền hơn 80 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 11 2016 đến khi bị bắt, Nguyễn Tuyết Mai thường xuyên lôi kéo các con bạc đến nhà mình tham gia đánh bạc. Mỗi ván bài Mai thu tiền sâu 50.000 đồng. Công an thị xã Dĩ An đã cho tại ngoại 4 đối tượng, đồng thời tạm giam 11 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, trước tình trạng người dân nuôi ếch ồ ạt ở các tỉnh miền Tây làm giá ếch giảm, đầu ra không ổn định khiến người nuôi thua lỗ, nông dân Nguyễn Văn Nửa ở huyện Tháp 10, Đồng Tháp đã nảy ra ý tưởng sản xuất ếch chà bông và sấy khô cho thu nhập cao, không lo bí đầu ra hay thương lái ép giá.
giá ếch giảm chanh, nhiều nông dân thua lỗ không nuôi tiếp. Để giải quyết lượng hàng không tìm được đầu ra, anh Nguyễn Văn Đửa đã chỉ đến việc chế biến chà bông và sấy khô như các loại thịt khác. Thời gian đầu anh chỉ sản xuất vài ký mỗi tuần và được người tiêu dùng đón nhận. Nhận thấy tiềm năng phát triển của hai đặc sản này nên anh quyết định đầu tư hơn 400 triệu đồng xây dựng dây chuyền sản xuất, chiếu xạ và đóng gói. Sau gần một năm thử nghiệm tìm hiểu thị trường, sản phẩm đã chính thức được tung ra. Hiện tại, trung bình mỗi tháng cơ sở sản xuất được hơn 300 kg thành phẩm, cung cấp chủ yếu cho người quen, quán nhậu với giá từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng 1 kg. Hướng tới thì mình sẽ làm thêm dầu diên ếch. Nguyên liệu của mình là mình chủ động được là mình nuôi, rồi mình đưa con giống cho những người khác nuôi theo tiêu chuẩn của mình là nuôi không sử dụng thuốc kháng sinh. Dự kiến trong năm 2017, anh tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích nuôi ếch để có nguồn nguyên liệu ổn định, đảm bảo sạch để đáp ứng nhu cầu cung cấp cho các siêu thị. Ngoài ra, anh sẽ mở rộng dây chuyền sản xuất tập trung vào xây dựng thương hiệu và tiếp cận những hệ thống siêu thị, nhà hàng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Nước tăng lực number one cho bạn cuộn trào sảng khoái với vitamin, taurin và inositol giúp bật tung năng lượng để sẵn sàng đương đầu mọi thử thách. Hãy uống number one cho bạn thanh cuộn trào sảng khoái bật tung năng lượng. Cần xóa bỏ kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS. Bắt hai đối tượng giả danh người của công ty xổ số lừa đảo hàng tỷ đồng. Sản phẩm hữu cơ ở Việt Nam có thật sự an toàn